vào 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 đây đây gì đây gì đây nữa gì đây nữa cái gì đây trời ơi cái gì nữa đây ai à vào đánh cho hiểu luôn ai em ơi cũng đi mấy hàng trong lăn mình cũng hay buồn cái thứ nào giờ vào đánh cho hiểu luôn thầy thị phạm luôn thị phạm luôn vào vào đánh cho mập hiểu luôn gái lâu lâu thị phạm đánh cho béo hiểu luôn để đai máu ấy lấy đai máu đi nào má nó lấy đai máu của thầy rồi thôi lấy con này cũng được nó lấy đai máu của mình rồi anh em ạ. Tính ra là có mỗi anh em lại là tự kêu em mất dạy luôn á. Em có mất dạy với anh em bao giờ chưa? Bật tiếng. Anh em suy nghĩ đi anh em ơi, nói chuyện phải có suy nghĩ chứ. Bật tiếng xem là mở con gái đi. Em sẽ ở đây trong những ngày đánh giải nha anh em ơi. Vâng. Em sẽ gửi cho tao đi. Vào Discord à? Vào Discord à? Ok vào Discord luôn. Vào Discord nói chuyện gái à. Xin chào. Xong đấu à? Má xong đấu là bình luôn. Xong đấu chiên nó lòi đít luôn. Người ở trong phòng nhìn Yasuo rồi. Má hai con Janna này xong đấu là bình luôn. Ui Achiba. Đánh lấy chuỗi thắng luôn. Thằng nào gặp là giết thằng đó thôi. Top 1 donate 100k. Cảm ơn Harvey Queen nha. Nó lại là trong tầm tay luôn. Tầm này mình xào nhanh. Mấy thằng 5 tiền gì? Xào nhanh mấy thằng 5 tiền luôn. Ây cha, mấy thằng mà chơi bài 5 tiền mình xào nhanh nó luôn đi. Mình báo. Cái gì mà nhiều dùng quá rồi. Hộ pháp à? Mình pháp sư không thể ngăn cản hai con Yasuo là của mình đâu. Cái gì mà 6 con tới chết luôn đấy. Cái gì mà 6 con, má nó trưởng thốn quá rồi. Whisper đã ủng hộ 10.000 đồng thầy chơi bài gì cũng được chỉ cần đép được tới LV9 xoay 5 tiền là top 1. Má chết luôn. Level 9 xoay 5 tiền là bình top 1 à? Má Nami có pháp sư khó chịu nhở. Mình vừa bị thằng nào giết ta? Đưa tao blue. Pháp sư giờ còn chơi bài này hả? Giờ còn chơi bài này nữa thì chịu á. Không, kế hoạch. Má đang tính đánh chuỗi thắng mà cái đờ phúc nó gạt mình luôn rồi, nó gạt giò mình luôn rồi. Ui nó lại còn gì đây, hộ vệ nữa hả, thánh thần hả? Má thánh thần luôn, mới căng chứ. Bài thánh thần này ổn áp không anh em? Hình như nó counter bài mình sao á, mình chọt nó né không kìa. Má Yasuo đâu ta? Yasuo đâu ta? Không phải chứ, đừng đùa dậy chứ. Đừng đùa dậy chứ. Lấy gì ta, lâu không chơi à. Chắc lấy khăn hả? Lấy khăn hay giáp lửa? Lấy cái đấm nữa đi. Đấy à. Chắc lấy giáp hoặc là cái khăn. Hoặc là thêm cái đấm nữa, lát cho ra su bà. Ủa? Sao mình đã lên top 2 rồi? Tích tiền level 5 Ron Yasuo à? Level 5 Ron Yasuo ngay là cũng gọi là hợp lý.
Cảm ơn Whisper nha. Đã ủng hộ 10.000 đồng, thầy tin em. Theo kinh nghiệm từ một ông thầy bô kích nào đó, sáng nào cũng chạy 10 km dạy bảo mạt giáo án top 1 đó. Level 95 tiền à. Má, bài xong đầu không biết có đáp được tới khúc đó không nữa. Bài xong đầu không biết có đáp được tới khúc đó không nữa. 6 con slow roll kiểu gì trả ra đúng không? Này đã up 5 rồi. 3 đời chữa sỏi thận à. Thầy Diệp chỉ à, thầy Diệp chỉ à. 3 đời chữa sỏi thận. Không mà với 2 con Yasu 2 dao thì 2 sao thì đép qua được. Đép easy. Mà nãy giờ không có Yasu luôn á. Má chán nhỉ. Nãy giờ không có Yasu luôn á. Shiba nhỉ. Hơi uế tèo rồi đó. Lắp cho bao tay. Cái gì đây? Bài gì đây? Cuồng giáo à? Cuồng giáo để đép lên level 9 à? Đi! Cuồng giáo để đép lên level 9 à? Đi! Yasu đâu hết rồi? 5.1 Yasu 3 sao luôn là em đỡ tốn 100k nha thầy ạ. 5.1. Cái gì mà 5.1 3 sao? Cái gì mà 5.1 với 3 sao vậy? Harley Quinn ơi! Chơi lại là chết. Lẹ thôi. Level 9 hơi lâu. Level 9 sợ mình không trụ nổi. Level 8 mình xào lẹ thôi. Mình xào mấy anh em là lẹ thôi. Level 9 xào luôn, xào khan luôn. Xào cháy nhà luôn, xào hết luôn. Đó, có Yasu rồi nè. Xào hết luôn. Low roll đúng không? Giờ slow roll đúng không? Slow đúng không? Con nào ngon hơn nhỉ? Cho xin chào đi. BF luôn à? Nuôn thì nuôn. BF luôn. Thầy. Nuôn thì nuôn. Ôi đủ quá sao? Thằng nào mạnh thế này? Ashiba. Búp. Ừ. Được không? Ui dồi, nó gọi là làm hết luôn. Thằng Gianfor này thì DPS đâu ra? Lấy Ire bỏ Ganna. Không được. Ganna búp ngon mà. Xì lao. Thôi chắc để 40 tiền. Má sắp được rồi. Còn một con nữa thôi. Cái gì mà thằng này level 7 luôn rồi? Cái gì mà nó level 7 luôn vậy? Ghê rồi. Chơi kiểu chiến thuật biển người à? Mẹ, mất chuỗi mình luôn. Rồi bằng lợi tức à? Đến cấp thôi đúng không? Má cái rôn kiểu này là chết đấy. Là cú thót thôi xong hẳn đấy. Mình chờ thêm một turn nữa đi rồi mình up cấp. Mập vẫn chơi gì? Vẫn còn ếch à? Vẫn cùng giáo hả? Nó đang tính nó lên bài gì đây? Thầy thấy hơi cá đuối rồi tụi em ơi. Không có con Calista này hơi cá đuối rồi nhỉ? Yasu 3 mới up đúng không? Mình phải roll mình lấy Yasu chứ. Tầm này gấp rồi. Tầm này hơi gấp rồi. Mấy thằng Lafayette này. Mấy thằng mà bằng level mình là mình không có ngán. Thằng kia level 7 luôn, vãi cả đái. Thằng kia level 7 luôn, đưa tao blue level 7 luôn. Con ra được ấp cấp thôi. Không. Đợt này mình ấp đó là cái phần trăm ra Yasu nó giảm. Thì em chơi giải ẩu quá nha. Giờ thì kiếm cái giáp nữa là ngon. Giáp nữa là binh. Cho Yasu.
Ligers đã ủng hộ 10.000 đồng. Anh chị like xong ngủ ngon nha. Em ngủ mai đi gầy sớm. Sleep well anh em. Cảm ơn Ligers nha em. Ngủ sớm nha em. Má chắc lấy cái khăn rồi. Nó lấy là cái đai lưng mình khó rồi. Giáp, không có giáp. Cung rồi. Nhưng mà mình có được lấy đâu. Mình có được lấy đồ đâu, tụi nó lấy hết rồi. Drone đúng không? Drone đúng không? Đó. Chết của tao. Đi. Thường con chắc là mình up cấp bình luôn. Mình up cấp vù luôn. Mày. Mấy thằng em. Tập này mình làm lên 8 thôi. Hai con Sanna ngon hơn à? Hai con Sanna cho anh em. Ok chưa? Huyết kiếm luôn anh ạ. huyết kiếm hay là giáp thiên thần? Từ từ sắp tơn đồ đã là tơn đồ chưa bình tĩnh. Chờ lấy đồ đã. Không phải vội. Con heo địa. Nhìn thấy hàng nóng chưa? Cũng lực đấy. Bài gì đây? Thần tài à? Thần tài thì 5. 2 BF à? 2 BF thì cũng ít màu quá. Má bị A xe bắn lòi lót à? Má búp không kịp, nó hút máu ác quá. Má đĩ ba đời chữa sỏi thận này nó chơi rừng rồi anh em ạ. Đấy, từ từ thôi anh em cứ dục quá. Tí đi. Đồ trời ơi. Nó cứ toàn né mình không à. Áp 8 kiếm giòn đúng không? Chém hết rồi. Này thì top 1. Phải mạnh cứ phi lên 9 nữa. Không drone à? Không drone có sợ đuối lại không? Bán gia sư 100k. Anh em cứ dạy không. Còn theo mà vẫn 60 máu, vẫn căng. Drone là đi. Ok, bình tĩnh. Con gia sư mình đang cháy mà mình không sợ lắm. Nó cân được, mình không phải vội. Đúng không anh em? Mình trong tầm kiểm soát mà. Up 9 hay là đánh 8 mình luộc nhanh, mình xào nhanh. Lên 9 lẹ hả? Má có giòn rồi. Mình nghĩ là lấy hết rồi. Giờ mình còn gì hả? Lấy cung. Huyết kiếm à? Ấy lấy cung rồi, lấy được cung rồi. Lấy được cung ha. Lấy cung cho nó Hashagi cho mạnh. Hay là lắp cái cuồng cung cho Kalista. Diệt luôn đấy. Có lên roll không? Có lên roll kiếm con Kalista hay con Zac này. Ây da, má đàm đâu lỗ đau thế. Ôi con đĩ gì hình nó bắn. Nó bắn kềm cái tay lại à. nhưng mà chơi không roll nó cứ sao ấy, vẫn trong tầm kiểm soát đúng không? Cứ bình tĩnh. Xin chào huyết kiếm à? Kiếm súng à? Phong kiếm à? Từ cái đai máu để đấy đã. Rồi lại gặp thằng thần rừng này, rừng rú này, giáo án rừng rú này. Mà nó hút ác quá vậy. Nó hút còn hơn cô tách luôn vậy. Nó có hai cái này, chắc cái này nó ra cái hút máu rồi. Nó có bí ẩn rồi mà nó hút ác thế nhỉ. Ra rồi lấy giờ vẫn một. Xem nào, nếu mà lên thì chắc là cho con Ige thế ha. Xong thì kiếm con Yon ha. Thì anh Quyền biết anh từ thời đi chung kết mùa 1, chúc anh nhiều sức khỏe. Gửi lời chào đến Mod Mimi. Anh cần gia sư tiếng Anh thì nói em nha, mặt cười. Cảm ơn Hô Hô nha em. Gia sư tiếng Anh luôn à?
anh gia sư tiếng Anh vui nhộn. Tám xong đầu luôn nhỉ? Thì up 8 slow roll kiếm nhôn với ly và up đội hình lên 3 sao. Khi nào đuối quá hãy all in. Tầm này 6 xong đầu, 8 xong đầu thôi. Ok chưa? Tầm này cho Zana hay là Sen? Zana hay Sen hả anh em? Cảm ơn Harvey Queen nha. Cảm ơn Knock A nha. Thầy chơi từ mùa 2 mà. Cho con nào? Lắc hay Zana? Xíu bán Zana hả? Cho con lắc chưa? Cho con lắc lát bán. Cho lắc này lát bán. Đó, tầm này roll rồi. Bỏ Sen à? Hơi khó chơi nhỉ. Bỏ Sen đúng không? Ok. Cứ bình tĩnh. Đầu sẽ vào đấy. Để Sen lấy đại sư. Để Sen lấy đại sư hay là Zana? Zana thầy cũng chuối bơ ấy nha. Chết rồi. Tiêu hơi lố rồi anh em ạ. Tiêu hơi lố rồi. Iren hay Zana? Iren hay Zana? Cái gì vậy trong? Là tôn táo. Địa bờ top 8 rồi nè. Quá đéo thể nói lăng rồi mà. Thoát rồi, what the fuck. Cái gì vậy cháu? Lee Sin à? Lấy Lee Sin luôn ha. Lee 2 luôn. Yasuo bị Nunu bế à? Chắc mình cho đồ thôi ha. Cho đồ cho Lê nữa ha. Kiếm súng á. John đâu, lại có John đâu. Giờ cho con nào? Giờ cho luôn kiếm John đúng không? Lấy đại sư hả? Kiếm Ira đã, kiếm Ira lấy đại sư anh em. John thì lỡ vào thay con nào? John thì lỡ chắc vào thay con Sen à? Hay là Zana nhỉ? Nó chắc rồn hết tiền quá. Ấy có má, có con gì đó, có Zana kìa. Lấy giờ lướt nhanh quá. Đó má, ok chưa? Giờ thay con Sen đi đúng không? Không cần lấy à? Không cần lấy gì nhỉ? Lấy gì ta? Không cần lấy đại sư à? Không cần lấy đại sư à? Áp chín đi anh à? Chó đỏ với cơ lờ. Ôi anh em nói lại buồn chết luôn á. Rồi được rồi. Đây rồi. Má. Chơi đến mức mà máy nó khét luôn. Chơi mà máy nó khét luôn á. Máy nó khét luôn. Đây có roll không? Hay là up cấp nhỉ? Up 9 luôn hả? Má up 9 đi. 60 tiền đúng không? Thay Ire và Sen nhỉ? Cùng đao Kalista. Nó có ném nhanh quá không anh em? Cùng đao Kalista thì nó sợ nó ném nhanh quá. Sợ nó ném hơi bị nhanh nhé. Không, chắc lấy đại sư ngon hơn.
À lấy sen ngon hơn. À con này cũng ấy mà. Có thêm khai sáng này. Ba đại sư luôn à? Ba đại sư thì thay vào lỗ nào? À up cấp đúng không? Ok, hiểu rồi, hiểu ý anh em rồi. Ba đại sư luôn à? Chắc sắp lấy đồ rồi, là sẽ kiếm cho con Kalista đây, một đồ cuối cho con Yon. Ok chưa? Để le chỗ Kalista. Má, đổ thêm một cái này, thêm mũ hay là cái rig? Mũ hay rig? Anh em thích mũ hay rig? Mũ à? Mũ thì mũ luôn. Găng hay mũ? Mũ là ha. Để lê vào chỗ Kalista. Lê vào chỗ này á. Để lê vào chỗ này, để lê lên đây chứ. Để lê lên đây chứ. Xào luôn đi chứ còn gì nữa. Game này là xào luôn đi chứ còn gì nữa. Xào luôn. Ui, Nunu ba kìa. Ây à. Cái bước đi sai lầm khi mà con heo mập nó accept vô trận đấu, một bước đi sai lầm con heo mập nó accept vô trận đấu là sai lầm. Shiba. Lì ba. Lì ba cái gì mà lê ba, không lê ba được. Nó cứ gọi là thao túng vạn đấu hết rồi. Ui má, cái này nhìn cũng ngon mà. Cái này cho Lê Shin. Cái này là Lê Shin Michael Lê. Lốt tơ này lấy tiền à? Lấy tiền đã rồi luôn. Phải level 8 à? 9 thần rừng. Nhưng mà thần rừng không ăn được Lê. Thần rừng không ăn được Lê. Độ may mắn thầy quyền hơn stat. Thầy quyền hơn stat là thầy quyền là sao hơn được thầy Minh. Thầy Minh là Minh rồi, thầy quyền không hơn được. Chả kèo, nhang Louis Vuitton xịn quá anh em ơi. Cảm ơn Harvey Queen nha. FF luôn. Đánh nó không thở được. Cho một dĩa cơm tấm, sườn ốp la, trứng chả, bì chả các kiểu đầy đủ nha em. Thêm một chai xì tin nữa.
Ốp đi ngủ luôn. Ốp đi ngủ luôn rồi. Gì vậy trời? Ốc ngủ luôn. Quá hài thật. Hài lỡ. Đốt tàu luôn, cút luôn. Dĩa cơm tấm của anh là 150k nha, mặt cười. Cảm ơn chị Nguyễn nha. Xin game.